Rồi, tiếp tục thì sáng nay mình chia sẻ cho các bạn một cái cây mai giáo rin. Thì cây này hay nó đã nở hết bông rồi, cho nên là bây giờ là bán giá nuôi thôi anh em. Bán giá nuôi form cây thì nó cao độ 90, 4 ngàn tay rưỡi. Form dáng lông lùng 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 cành và một ngọn nha. Bộ đế đó nè anh em. Đế rất là ok. Đế này anh em nuôi lâu dài là nó đùng ra là nhìn nó đẹp lắm. Còn dắt sát cận gốc luôn. Tay cành đi lên này nè. Dòng này dòng mai độc lệ nha anh em. Không có đỏ. Nó lai lai là đọt đỏ với đọt xanh. Quan trọng cái cũ nó này nè, cái cũ mềm ha, rất là ok. Cái này thì mình báo giá là trên dưới 5 triệu nha anh em, trên dưới 5 triệu, nó dao động tầm tầm đấy. Thì anh em nào có thương lượng nhanh, chốt nhanh thì mình sẽ có giá nhanh, giá rẻ cho anh em về sưu tầm nuôi chơi. Bây giờ kiếm cũ như thế này ngoài thị trường cũng căng lắm anh em. Trong khi cuồng cây nó đẹp nữa, quan trọng là cây rin này nha anh em. Hoa đẹp cánh kín nó mới giữ lại như thế này cho mọi người. Hoa xấu là đã cái kép hết rồi. Đó, tay cành nó ra chống chỉnh kiểu cuồng xưa luôn. Cây cối là không có gì mắc hay không có gì rẻ đấy em, quan trọng là hợp túi tiền hợp gu mình thôi. Nhiều cây to người ta bán rẻ là chuyện bình thường. Có chỗ này chỗ nọ ha, cuồng cây nó đẹp này nè. Thì cây này bấm xe tàn hết rồi, bây giờ bắt đầu nuôi, bắt đầu nó đã ra mầm chồi đọt non rồi này ha, các đầu tay đầu cành này đấy, nuôi lại thôi. Giờ mình đã bấm cù lại hết rồi, form cây nó như thế này thì có bao nhiêu mình quay bấy nhiêu nha. Form lùng dầu rin củ đó đẹp không, cốt chuẩn không. Nãy giờ mấy cái cây kế bên cho nên là mình không có đứng ấy được, bây giờ mình phải đứng từ xe như thế này mình quay nè. Củ đó rất VIP, trên dưới 5 triệu nha anh em. Anh em nào có cảm thấy thiện chí trong hầu bao của mình thì liên hệ. Cảm thấy giá nó mắc thì thôi ha, thì mình xem tham khảo. Tầm giá đó thì mình cũng đi rè hết rồi, mới đưa ra quyết định đưa ra giá nha anh em. Cái gì nó không phải có sự tính toán ha. Rồi xin chào.